Em là số 2 thì không ai là số 1 các bác nhé. Một siêu phẩm hoa hậu vừa mới cập bến. Cặp này là cặp loa Anh Quốc Ditton 25 phiên bản đời chung. Mặt đen, lòng sâu rốn nhỏ. Dòng Ditton 25 được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Dòng này đã làm nên tên tuổi của hãng. Một trong những cái cặp loa anh em mệnh danh là huyền thoại nhạc vang, vô đối trong cái tầm giá. Dòng loa này thường cạnh tranh với những cái dòng loa AR của Mỹ. Đây là cái dòng loa của Anh Quốc cho cái chất âm mềm mại, mượt mà, ngọt ngào và ấm áp. Các bác đã từng chơi những cái dòng loa Ditton, cái xu hướng của nó gần như là những cái dòng loa Tannoy của Anh Quốc, chất âm nó ma mị, rất khó có thể chuyển qua dòng loa khác được. Hôm nay em về được phiên bản đời chung tuyệt đẹp luôn, phải nói rằng hoa hậu đẹp nhất Hà Nội xin lên sóng giao lưu cùng các bác. Cặp Ditton 25 với chiều cao là 82, chiều rộng là 36,5 và chiều sâu là 29 cm. Cặp loa này sở hữu cấu hình 4 loa, tuy nhiên các bạn cùng em hãy xem cái hình thức bên ngoài. Phần vân gỗ của Ditton 25, các bác thấy không? Siêu đẹp luôn. Đấy, chưa có cái cặp Ditton 25 nào cái phần vân gỗ nó đẹp và chất lượng như cái cặp này. Đây, các bác xem. Đấy, rất đẹp, nét căng luôn. Nét căng luôn nhá. Đấy, cái vân gỗ của Ditton 25 thì mê muội luôn. Và đặc biệt là ở cái đời này thì mới có cái vân gỗ nó mộc và nó đẹp như thế này. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cái cấu hình tuyến loa. Em này thì cái tuyến loa của nó này tuyệt mới và còn zin nguyên bản 100%. Toàn bộ ốc là chưa tháo khỏi khối thùng. Chúng ta sẽ có hai cái loa bát với đường kính là 30, còn rất đẹp. Bát này thì sử dụng cái gân còn zin theo loa, gân cao su còn zin theo loa, có dập nổi cả số series trên gân. Đấy, một bát điện và một bát thụ hưởng sử dụng công nghệ màng trống, rất đẹp. Cái đời ốc hai lỗ đây, các bác rất mê. Đấy, rất nhiều các bác dặn em cái đời ốc hai lỗ thì hôm nay đã có rồi nhá. Đấy, có rồi. Hai loa chung này chung xoáy này, có tem của Selection Ditton Made in England và một cái loa chép Dom. Còn nguyên cả cái nón chụp này, cái giấy này vẫn còn nguyên bản. Quá mới. Đấy, các bác nào mà chơi Ditton mà săn lùng được cái cặp này, sưu tầm được cặp này thì em nghĩ là hết thuốc luôn. Cấu hình cái loa tuyệt đẹp cùng với phần thùng vỏ và không một điểm chê luôn. Không một điểm chê các bác nhé. Đấy, gân cao su này còn nguyên cả số series, gân zin chưa bị hỏng. E căng của em nó đây. Đấy, cái cặp đời này lại có cái e căng rất đẹp, e căng lưới vải căng cước. Đấy, bên trong đây khung còn zin, tất cả còn rất đẹp chắc chắn. Nói chung cặp này không có một điểm chê. Đấy, không có một điểm chê luôn. Em là số 2 thì không ai là số 1. Rồi đến cả cái phần hậu ở phía sau, nó đẹp đẹp toàn diện các bác nhé. Không có cái điểm nào xấu. Đấy, phần hậu đây rất mới. Đấy, cọc loa còn đầy đủ luôn, không bị rụng cọc loa. Dòng Ditton này thì nó khá hay bị rụng cọc loa, nhưng cặp này thì về nó vẫn còn đầy đủ cho các bác đây này. Đấy, đầy đủ một cọc đen một cọc đỏ. Con này 20,9 triệu, clip này giao lưu cùng các bác là 20 triệu tròn. Đấy, giá đã rất là tốt rồi, 20 triệu cho một em hoa hậu. Ít tiền các bác đã sở hữu được một em hoa hậu rồi. Các bác có nhu cầu alo cho em. Cảm ơn các bác.